Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 12 tháng 3 đến 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR, không tăng không giảm so với ngày hôm qua. Nâng số ca mắc COVID-19 mới của tỉnh Tiền Giang qua xét nghiệm PCR lên 35.730 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 39 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 95,6% so với tổng số ca nhiễm qua xét nghiệm PCR. Nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh lên 34.178 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, giữ số ca tử vong như ngày hôm qua là 1.225 ca. Hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 4 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR. Thành phố Mỹ Tho có 2 ca ngoài cộng đồng ở xã Trung An. Huyện Châu Thành có 11 ca trong khu cách ly, trong đó xã Tân Hương 3 ca, thị trấn Tân Hiệp 2 ca, xã Long An 1 ca, xã Tam Hiệp 2 ca, xã Phú Phong 2 ca và xã Tân Cửu Nghĩa 1 ca. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, trong đó phường 2 có 3 ca, 2 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 1 ca trong khu cách ly. Xã Tân Trung 1 ca trong khu cách ly, xã Long Chánh 1 ca ngoài cộng đồng, xã Long Hòa 1 ca ngoài cộng đồng, xã Long Thuận 1 ca ngoài cộng đồng. Phường 1 có 3 ca, trong đó 2 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 1 ca trong khu cách ly. Huyện Gò Công Đông hôm nay ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, trong đó xã Tân Trung 1 ca và xã Tân Tây 3 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang qua xét nghiệm PCR ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, 14 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 1.571 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 364 ca, huyện Châu Thành 175 ca, huyện Cái Bè 122 ca, thị xã Gò Công 107 ca, huyện Chợ Gạo 106 ca, thị xã Cai Lậy 128 ca, huyện Gò Công Đông 165 ca, huyện Cai Lậy 173 ca, huyện Tân Phước 55 ca, huyện Gò Công Tây 146 ca và huyện Tân Phú Đông 30 ca. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 3 đến 16 giờ ngày 13 tháng 3 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 166.968 ca nhiễm mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 166.935 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.751 ca so với ngày hôm qua. Tại 62 tỉnh thành phố có 100.536 ca trong cộng đồng. Cũng trong ngày hôm nay, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 42.533 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 29.269 ca, Nghệ An 10.243 ca, Đắk Lắk 7.569 ca, Phú Thọ 6.534 ca, Bắc Ninh 6.417 ca, Lạng Sơn 4.816 ca, Hưng Yên 4.599 ca, Sơn La 4.538 ca, Hải Dương 4.406 ca và Hòa Bình 4.337 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 95.538 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 95 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm bệnh. Nâng số ca tử vong của Việt Nam lên 41.385 ca. Hà Nội là địa phương có số ca tử vong cao nhất trong ngày hôm nay với 12 ca và thấp nhất là Thanh Hóa, Tuyên Quang 1 ca. Với 27 ca mắc COVID-19 mới, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 61 trong số 62 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.